Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Review Anh Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp share với cả nhà cái món làm kim chi nha cả nhà. Thì thành phần để mà làm kim chi trước hết mình giới thiệu qua cái phần rau củ quả của nó trước đây ha. Để cái bàn của mình nó hơi nhỏ chút xíu. Giờ mình có cái bắp cải nè cả nhà. Bắp cải. Cải bắp thảo đó anh ha. Ở bên Việt Nam thì kêu bắp thảo. Đó thì bây giờ mình có cái bắp cải này khoảng 1 kg nè. Có trái lê nha cả nhà. Mình đây mình có hai trái nhưng mà mình xài có một trái thôi nha. Với lại 10 trái thiểm nè cả nhà. Cái loại này nó không có cay luôn, còn nếu mà cay quá thì cả nhà có thể dùng ít lại bớt, còn nếu mà muốn cay nữa thì thêm nha. Một cái nhánh gừng nha cả nhà. Cái củ tỏi nha. Cái củ hành trắng nè, cái củ cà rốt. Với lại hẹ với lại hành, cái phần hẹ với lại hành á thì mình xài trong phần nửa này thôi chứ không có xài hết nha cả nhà. Với lại cái đây là bột ớt, mình mua bột ớt này nó bự như này, mình dành mình xài từ từ, mỗi lần mình làm kim chi thì mình lấy ra mình không có xài hết, mình xài vài muỗng mà cả nhà. Với lại là bột tương với lại dầu mè nữa nha cả nhà. Đó thì bây giờ trước hết á thì để mình cái bắp cải này mình sắt ra trước đi, mình làm lại trước. Còn củ cà rốt thì chút nữa mình bào, cái chị bào xong rồi bắt đầu mình bào sợi nó ha. Mấy cái này chút nữa mình chuẩn bị xong đi rồi bắt đầu mình làm tiếp nha cả nhà. Giờ mình trước hết mình lo cái bắp cải của mình trước, tại cái bắp cải mình phải xóc muối trước. Thường thường bắp cải thì mình chẻ ra cả nhà, nhưng mà này tại vì mình làm những mấy thằng trai mình nó không thích ăn cái cọng nhiều nên thành ra mình thấy chẻ từ từ, mình lấy cái phần lõi nó xong chứ. Chứ thường thường ta làm mình phải chẻ làm tư ha anh ha. Em lần em làm là em cũng chẻ làm tư cả nhà. Làm vậy xong mình khi mình gần khi nào mình ăn thì mình lấy ra, nhà mình thấy thường thường trai mình thích ăn cái lá để cộng luôn, người lớn ăn thôi. Lọc thêm lớp nữa cái đầu mình chẻ nó ra, lạng với cái phần còi nó trong nó hơi ấy ra ha. Cải này thì mình mua chợ cho Mỹ cả nhà, mua mạt chợ đi lần gì nó cũng có bán, nhà mình gần chợ Mỹ nên mình thiếu gì thì mình ra mình chạy ra đó mình mua, đỡ mất công đi xa. Mỗi lần đi chợ Việt Nam ở đây mình đi chợ châu Á nó hơi xa nha cả nhà, còn có nữa thì ở đây gần cũng có mấy cái to nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng xa, nhà mình gần nhất là qua mạng mà 5 phút là tới, 3 phút nè, 3 phút ba phút là tới. Thằng trong nó có mình trẻ rồi, xong cái mình rắc muối lên cả nhà, mình rắc muối lên mình vớt cho nó thấm chút xíu là được. Ngon rồi anh ha, tươi sao. Cải này mình ăn sống cũng ngon. Hôm đợt con gái mình nó về nó mua đi chợ Hàn Quốc nào nó mua một thùng luôn á. Nhà thì có hai vợ chồng này, mình làm đủ thứ món gì cần cải ăn, với lại mình ăn sống nữa cũng ngon anh ha. Ngon nha, già sát nó cho nè.
rác đây nè, ở nhà đây. Không muối rác thôi. Chút để tí xíu là khoảng 15 phút rồi là cái nó thấm liền à. Phần muối này là không có ước lượng nha, ngày mình có thể mình muốn làm ăn kim chi mình nó mặn chút xíu thì mình bỏ nhiều, nhưng mà bỏ nhiều á chút phải xả nhiều cả nhà. Ở phần kim chi nó chút phải có nước mắm nữa mới ngon. Đây là cái cách mà mình mỗi người làm mỗi khác nhau, mà cách này là mình làm cho nhà mình ăn là mình thấy mình làm nhiều lần lắm cả nhà. Rồi con mình nó ăn cái lúc nào mà nó ngon thì nó nói ngon, thiếu đậm đặc. Rồi hồi nãy hành lá này mình sắc khúc rồi, cả nhà hẹ mình cũng sắc khúc này ha, mình để sẵn đây ha. Rồi củ cà rốt thì mình bào sợi, mình bào vỏ rồi mình bào sợi nè, thấy không, mình để đây nha, để qua bên. Còn bây giờ tới phần ớt, gừng, tỏi với lại trái blê á, mình bỏ vô trong cái máy xay, mình xay nhuyễn nha cả nhà. Cho máy xay là xay nhuyễn, tại xay thì nó ồn ào nên bây giờ mình bỏ vô mình xay như là mình bỏ cái xay hết luôn. Xay nhuyễn rồi đây nha. Nhiều mùi thơm. Thơm gừng, gừng. Nó không cay luôn, tại vì cái ớt này em nói là cái ớt này không cay, với lại mình làm cho cả nhà đều ăn được, nó không có làm cay. Dừa thôi. Ở nhà nó mua cái dưa, cái lá cải của mình là bây giờ nó hơi sạp xuống thôi chứ nó chưa sạp. Nãy giờ mới 15 phút rồi, phải thêm 15 phút mới được. Ở nhà sắp lên nhà cả nhà. Còn chút nữa mình sơ nó ha. Có muối. Nó có muối nó mau sạp, nó tự động nó chảy nước ra. Chút mình đem về xả cho thật sạch cả nhà. Rồi mình để cho nó ráo rồi mình mới làm ha. Giờ chờ cho cái cải đi ha cả nhà ha. Rồi tới cái phần mình quậy vô đây miếng bột nha cả nhà. Bột thì mình có thể dùng bột gạo, bột nếp gì cũng được đó nha. Quậy sành sệt. Một muỗng canh nha cả nhà. Ba muỗng cà phê thì giờ mình chế nước cho mình quậy. Quậy cho nó bột cái nó tan luôn. Đây khoảng nửa chén nước trước. Phần này không có cũng được, nhưng mà tự vì mình làm ở nhà ấy, mình thích nó làm chút nó cái ra cái nước kim chi của mình nó sạch sạch cả nhà, chứ nó không có trong nó ngon hơn. Chén nước cái này là mình đo sẵn rồi nha cả nhà, chén nước ăn cơm á. Giờ mình quậy lên ha, bắt lửa lên, mình quậy cho nó từ nào sình sọ xong á là mình tắt lửa. Sạp lại rồi cả nhà thấy không hả, mình đi mình làm vậy đó. Giờ là cái tương á cả nhà, cái tương Hàn Quốc nè, mình bỏ vô đây một muỗng cà phê, muỗng canh chứ sao. Rồi mình quậy chung. Mình quậy đây đi. Xong rồi
bếp luôn cả nhà. Quậy cho nó tan chứ không có gì hết. Đó. Rồi mình để đây cho nó nguội ha. Rồi mình qua mình làm cái này. Cải của mình nó sắp xong rồi cả nhà thấy không? Thấy giờ nó ngon ghê không? Giờ nó sọp xuống luôn rồi đó. Nhưng mà mình để chút xíu nữa. Chưa đủ 30 phút. Mình cho nó thấm chút xíu muối nữa cả nhà. Rồi bây giờ ta có món. Giờ cái phần mà ớt, tỏi, hành với lại hẹ rồi mấy cái vật liệu mà mình xay với mình bào sợi mình sắt rồi cả nhà mình để đây ha. Giờ mình bỏ vô nha, ra đây nha. Mình thì mình muốn ăn cho nó ngọt nha cả nhà. Nó đậm đà. Bốn muỗng canh đường ha. Cho nó thơm. Cái phần này mình để nên chút nữa mình để mình trộn chung với cái phần bột. Bột nó nguội mình trộn chung đi. Đây là ớt bột Hàn Quốc. Cái loại này thì của mình mua nó không có cay. Nó có mùi, có màu vậy thôi chứ nó không có cay. Mình thích có mùi, có màu đẹp á. Nên mình bỏ nó nhiều một chút. 4 muỗng canh bột ớt nữa nha. Rồi mình trộn đều ra cái mình để đây ha. Rồi xong mình chỉ chờ cái cải của mình nó thấm muối rồi đó. Mình trộn đều lên ha, mình để đây. Cái nước hồi nãy bây giờ mình chế ra đây luôn nha cả nhà. Mình cũng dắt rồi đó, mình xả nước rồi, mình dắt muối rồi cho nó sạch với lại cho nó không còn cái mặn nhiều nữa ha. Hỗn hợp của mình này cả nhà. Trên nó sình sạch vậy nè ha. Đó. Giờ mình kiểu như mình làm thì chút nữa mình bỏ vô cái hũ, tại vì này mình trình bày cho cả nhà xem mà chút nữa mình mới bỏ vô cái hũ. Hay là xong rồi cả nhà có thể bỏ vô cái hũ hay là cái thố gì đó, mình để xuống cho nó gọn rồi mình ăn dần ha. Vậy nè cả nhà. Vuốt từ lá mình bỏ vô nha. Vớt miếng hành ngò rồi với lại hẹ rồi cả nhà mình bỏ lên theo cái lớp của nó. Vậy nó thấm mà nó thấm vô luôn tới cái lá cải luôn đây. Nó ngon anh ha. Ừ. Mình trở đầu nữa nha. Chúng
chi nó dễ ăn, nó làm cho mình có thể mình khỏi ăn khỏi cái ngán anh ha. Ăn cơm, ăn với cơm nè, ăn với mì, ăn với thịt nướng. Bây giờ mình tiếp tục như vậy, mình làm cho nó ướp xong cho cái hết cái lá ha, cải thảo hết cả nhà ha. Qua hôm sau là mình ăn được liền. Không ăn liền cũng được nhưng mà nó còn hơi nằm anh ha. Nó còn hơi nằm chút xíu. Đây chưa thấm. Chưa thấm. Còn cái này lá chót mình trộn vô cả nhà là mình thấy hết luôn. Cái bây giờ cái món kim chi của Viva Nguyễn TV đã hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Viva Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.